thầy cho hỏi bò nhà em cứ chảy nước mắt, đã tiêm ký sinh trùng và sổ sán rồi, cảm ơn thầy. Vâng, cái hiện tượng mà chảy nước mắt liên tục và với cái thời gian kéo dài thì đây cũng là một trong những hiện tượng của cái triệu chứng mà khi mà bò bị nhiễm ký sinh trùng đường máu. Thế vậy thì để khắc phục cái hiện tượng trên thì anh cần phải tiến hành mấy cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là chuồng nuôi phải là sạch sẽ khô ráo và thông thoáng, thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là anh dùng răng tamisin dạng nước, tôi nhắc lại, anh dùng răng tamisin dạng nước, anh nhỏ vào mắt của bò ngày 3 lần, sáng, trưa và chiều. Và đồng thời là anh dùng răng tamisin, anh tiêm cho bò ngày 1 lần liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, cùng với việc anh dùng thuốc để điều trị ký sinh trùng đường máu. Và cái việc mà dùng thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu là phải điều trị là 2 lần cách nhau nhé, tiêm thuốc đó là 2 lần và cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Thế cái thuốc điều trị ký sinh trùng đường máu ví dụ như là dùng azidin hoặc là triparosoma, và hoặc có thể là dùng triparosoma hoặc có thể là dùng berinin, thì đấy là một trong các loại thuốc mà đặc trị đối với bệnh ký sinh trùng đường máu hiện nay. Nhưng hiện nay là chủ yếu là azidin và triparosoma, và nhớ là phải tiêm chậm vào tĩnh mạch thì cái hiệu quả điều trị mới cao, chứ còn tiêm bắp thì cái hiệu quả điều trị nó không cao. Thì đấy là cái phác đồ điều trị, có như vậy thì mới khắc phục được cái hiện tượng là hiện tượng mà chảy nước mắt đối với con bò của nhà anh.